Những ngày giữa tháng 5, công trường thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, luôn trong không khí làm việc hối hả. Hàng nghìn công nhân cùng máy móc thiết bị hoạt động hết công suất để sớm về đích đầu tiên trong 12 dự án thành phần của dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Hiện tại thì đơn vị quản lý vận hành lưới điện Điện Bãi đang rất là chủ động phối hợp với lại chủ đầu tư là địa phương các huyện á trong việc di dời cái đường cao tốc này. Theo công ty truyền tải Điện 3, trong giai đoạn 2021-2025, với 5 dự án đường cao tốc ở Nam Trung Bộ, có 30 điểm giao chéo đường dây 220 kV thuộc các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tính đến tháng 5 năm 2024, 30 trên 30 điểm đã hoàn thành thông qua thiết kế, 11 trên 30 điểm hoàn thành di chuyển, 16 trên 30 điểm đang thi công và 3 trên 30 điểm đang làm thủ tục để thi công. Về góc độ của công ty Tiền Trại 3 là đơn vị quản lý của cái đường dây này thì sẽ thực hiện cái việc là thỏa thuận với lại chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp huyện để mà góp ý cái phương án triển khai thực hiện từ cái thiết kế cơ sở cho đến cái thiết kế bằng vệ thi công. Thì truyền tải đường băng của bọn tôi thì là luôn luôn đồng hành cùng địa phương, chia sẻ cùng địa phương có những cái gì cần khúc mắc, cần tư vấn, tức là về đại diện đơn vị quản lý vận hành thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Cũng theo ông Thịnh, phía công ty cũng kiến nghị các địa phương, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thi công, tập trung nhân lực, máy móc để thi công khi có mặt bằng. Công ty sẽ phối hợp trong công tác đăng ký cắt điện, giám sát đảm bảo chất lượng công trình sau khi đưa vào vận hành.